Chào các em, chúng ta giải vòng số 4 Olympic của khối lớp 8. Đụng những bài đã làm ở những cái nick trước thì thầy sẽ báo hiệu và các em tự qua những cái nick trước em coi nha. Chứ chúng ta không có giải lại mất công lắm. Bài thi số 1. Rồi giờ các em dùng cái mặt nháp để mình lưu kết quả ha. Giá trị nhỏ nhất của cái này, các em dùng máy tính thì 1, 5, 7. Giá trị nhỏ nhất là 3/4, 3/4 tức là 0,75. Còn nếu mà giải bằng tay thì chúng ta sẽ đưa về hàng đẳng thức như sau. X bình cộng 2 nhân x nhân 5/2 được cộng cho 25/4 cộng 7 trừ đi 25/4. Cái này vẫn bằng như cũ rồi kìa nha. Nó vẫn bằng như cũ, đâu có gì khác biệt đâu. Rồi cái x bình cho tới 25/4 nó lập thành một cái hàng đẳng thức 5/2 tất cả bình này. Rồi còn 7 trừ cho 25/4 là bằng 28/4 trừ 25/4 là 3/4 đó. Thì cái này nó lớn hơn 3/4 là đúng rồi. Cái bình phương thì luôn luôn lớn bằng 0, rồi cộng thêm 3/4 nữa thì cả cái này luôn luôn lớn bằng 3/4. Nếu người ta hỏi giá trị nhỏ nhất thì trả lời 3/4. Nếu người ta trả lời là đạt được lúc x bằng bao nhiêu thì các em ép cái x cộng 5/2 là bằng 0, tức là x bằng trừ 5/2. Nhưng mà đây người ta hỏi giá trị nhỏ nhất nhé. Rồi bên này 9x bình trừ 40 bình là bằng 3x trừ 2y nhân 3x cộng 2y, mà 3x trừ 2y bằng 0 rồi, cho nên cái đó sẽ bằng 0 đó các em. Tổng nhân hiệu mà hiệu bằng 0 rồi thì nhân lại sẽ bằng 0 rồi. Cái này chính là x trừ 1 tất cả bình bằng 0. X trừ 1 tất cả bình bằng 0 thì x trừ 1 phải bằng 0, vậy x phải bằng 1. Bài này giá trị nhỏ nhất sẽ là 2016. Bình phương là 0 âm cộng 2016 rồi. Nhưng mà ta hỏi giá trị của x bằng bao nhiêu này. Vậy lúc đó các em ép cho thầy 2x cộng 1/4 bằng 0 nhé. Từ đây các em sẽ suy ra x sẽ bằng trừ 1/4 rồi chia cho 2 nữa là bằng trừ 1/8, tức là bằng trừ 0,125. Trừ 0,125. Cái này thì 99 cộng 98 nhân 99 trừ 98 hoặc bấm máy luôn 197 kìa, quá dễ dàng ha. Bên này bấm máy luôn nếu lười. 45 mũ 3 trừ 25 mũ 3 20 cộng 45 nhân 25 4009 kìa. Ở dưới trừ 4 người ta cho sẵn rồi, 4 cho sẵn luôn, 7744 cho sẵn luôn, sướng quá. Rồi cái này rút gọn đa thức này thì cái này là hàng đẳng thức nè các em. Cái này sẽ bằng 4x bình trừ 9. 4x bình trừ 9 trừ 4x bình thì còn lại trừ 9 thôi. Vậy số nhỏ nhất là trừ 9. Đây các em ha. Tiếp theo là trừ 4. Đây. Tiếp theo là trừ 0,125. Đây. Tiếp theo là số 0. Tiếp theo là 1. Ồ chết. Tiếp theo là 0,75 nhé. Xin lỗi nhé. Rồi mới tới 1. Rồi mới tới 4. Rồi mới tới 197. Rồi tới 4009 ha. Và cuối cùng là 7744. Ta hoàn thành xong bài thi thứ nhất ở nick thứ 2. Đi tìm kho báu, thầy sẽ giải tất cả các ô trong này luôn. Rồi cái này thì các em dùng tính chất phân phối thôi. 16 cộng 43 trừ 59 thì được 0, thì nhân cho 25 cũng bằng 0 thôi.
Rồi, tam giác ABC, MN là trung điểm, vậy nó là đường trung bình ha. Đường trung bình bằng 5 thì BC gấp đôi là bằng 10. Vẽ hình ra thấy liền à. Cái này các em đặt nhân tử chung đi. Đặt x bình cộng 1 ra làm nhân tử chung thì ở trong còn x trừ 3 bằng 0. Tới đây các em thấy x bình cộng 1 là luôn luôn lớn hơn 0. X bình là 0 âm cộng 1 là lớn bằng 1 ha. Thì cái này đâu bao giờ bằng 0 đâu. Thấp nhất bằng 1 ngoài ra lớn 1 mà. Vậy suy ra x trừ 3 bằng 0, tức là suy ra x sẽ bằng 3. Rồi cái này ở bài trước thầy làm rồi nha. Ở bài trước thầy làm rồi. Em dỡ cái nít trước ra coi lại, nó bằng 2. Ồ. Rồi, xin lỗi các em nha, đọc đề chưa kỹ ha. Thôi không sao. Cái đó các em khai triển hàng đẳng thức ra thôi, rồi thu gọn các hàng tử lại rồi tìm hệ số. Thầy nhớ lộn hay sao? Hệ số của nó bằng bao nhiêu đó, chứ không phải bằng 2 đâu ha. Dỡ cái nít trước ra coi có. Bài này nếu thích các em có thể dùng máy tính giải luôn. Còn ở đây chúng ta đang bồi dưỡng người ta, chúng ta cứ làm bình thường đi. Phá hàng đẳng thức ra. 25x bình phương trừ cho 10x cộng 1 và trừ cho hàng đẳng thức kìa là 5x bình phương trừ cho 16 nó bằng 7. Vậy ha. Ồ, phá ra làm bài đó. Phá ra làm bài đó. Thôi lỡ rồi. 25x bình trừ 10x cộng 1 trừ cho 25x bình. 25x bình, xin lỗi các em nha. 5x tất cả bình là 25x bình trừ 16. À, phá ra tốt chứ. Phá ra. Thì đổi dấu cái mặt đơn này. Trước mặt là dấu trừ thì bên trong phải đổi ha. Rồi các em để ý là 25x bình trừ 25x bình là hết. Vậy còn lại là trừ 10x thôi. 1 cộng 16 là 17. Chuyển qua kia là trừ 17 cộng 7 là bằng trừ 10. Thì cuối cùng x sẽ bằng 1. X sẽ bằng 1 các em. Rồi. Cho hình thang cân. Cho hình thang cân AB CD. AB song song CD, đường cao là AH. HC bằng 12. HD thì bằng 4. Cũng dễ à. Phải lấy cái hình này luôn đi. Rồi mở file mới. Hình đang cân nè. Tên đi. A, B, C, D. AB song song CD. Rồi vẽ đường cao AH. Tiện vẽ luôn đường cao BK này. Bây giờ là các em có hai góc vuông ha. Rồi, thầy đặt tên đường cao này, đường cao AH, đường cao này đường cao BK. HC bằng 12, từ H tới C bằng 12, HD thì bằng 4, HD là 4 rồi. Thì các em theo tính chất hình thang cân thì hoàn toàn các em có thể chứng minh được là DH nó bằng KC nhé. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn nè. BKC với lại ADH là hai tam giác vuông bằng nhau trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Vậy bên này 4, bên này 4 ha. Mà HC là bằng 12, mà KC chiếm 4 rồi. Vậy HK sẽ bằng 8 nữa thôi. Và 8 này thì các em B lên trên. Vậy AB sẽ bằng 8 nha. B lên trên vì sao? Vì cái hình đó là hình chữ nhật. Hình ABKH là hình chữ nhật. Rồi bây giờ ta giải hết tất cả các cái hòn đá còn lại luôn. Góc XOY bằng 50 độ.
XOY bằng 50 độ. A nằm trong góc. Rồi vẽ điểm B đối xứng với A. Qua OX vẽ điểm C đối xứng. Rồi như vậy tính góc BOC sẽ bằng 100 độ các em. Tại sao 100 thì thầy hướng dẫn nhanh này. Đây. À. Đây tôi cho là A đây. Đây tôi cho là X. Đây tôi cho là Y. XOY. Lấy một điểm A nằm bên trong. A đây các em. O đây. X đây. Y đây. Bây giờ vẽ đối xứng này. B đối xứng A và OX. Điểm này điểm B. Rồi C đối xứng A và OY. Đối xứng trục các em, học đối xứng trục rồi đúng không? Rồi, góc XOY là bằng 50 nha. Bây giờ các em có thể coi đối xứng trục giống như là soi gương đi. Soi gương. OX là cái gương, A là cái người soi gương, B là cái bóng của người đó trong gương. Thì ở ngoài gương sao, là ở trong gương nó y như vậy các em nhé. Như vậy là góc AOX sẽ bằng góc BOX. AOX sẽ bằng BOX, AOX bằng BOX nha. Hai góc này bằng nhau nè. Đây, tôi ký hiệu luôn cho các em dễ hiểu. Kỹ càng luôn. Rồi. Hai góc này bằng nhau các em. Hoàn toàn tương tự. A nó còn soi gương OI nữa. OI là cái gương, A là thằng soi gương, C là bóng trong gương. Như vậy là cái góc AOI sẽ bằng góc COI theo tính chất đối xứng trục nha. Góc COI sẽ bằng góc IOA. Vậy thôi, hai góc này bằng nhau, hai góc này bằng nhau. Mà các em để ý là hai cái góc phía trong này, góc XOA với lại AOI cộng lại là bằng 50 rồi. Vậy hai góc ngoài kia cộng lại cũng bằng 50, vậy tổng cộng bốn góc này là bằng gấp đôi của 50, tức là bằng 100 độ nhé. Đó là bài toán về đối xứng trục. À, bài này thầy giảng ở nít trước rồi các em nhé. Các em coi lại cái nít trước. Nó chu vi sẽ bằng 20 hay sao? 4 x 5 bằng 20 hay sao? Các em coi lại nít trước nha. Thầy nhớ không kỹ. Hình như là 4 4 4 4 4. À, nhớ lộn bài rồi kìa. Thầy nhớ lộn bài. Nó có nhiều bài mình đang cân quá thầy nhớ lộn. Ok, em cứ trở về cái nít 1 em coi. Chứ không phải thầy giải sai nhé. Rồi trên này. Cái này là nít trước thầy giải rồi. Rồi cái này các em rút gọn thôi. Khai triển ra đa thức nhân đa thức, rồi cộng trừ nhân chia, cộng trừ hạng tử đồng dạng. Đáp án cuối cùng nó sẽ ra là trừ 19 1 phần 4 em đây. Chữ số từng cùng này là 5, chữ số từng cùng đây là 9. Vậy 5 cộng 9 là ra 4. Rồi 6 nhân 5 30. Vậy là 0 cộng 4, vậy đuôi từng cùng là ra 4. AB song song CD. AB song song CD. Góc D bằng 75. Hình thang cân, góc D bằng 75 thì góc C cũng bằng 75. Góc C bằng 75 thì góc B sẽ lấy 180 trừ 75. Nó bằng 105. Hình bình hình 3,5, cái này dễ quá, mấy câu đầu thì dễ quá. Bậc của đa thức này là không phải bậc 1 đâu các em, bậc 0.
Bởi vì 3x trừ 3x triệt tiêu, còn lại một hệ số tự do thì đó là đa thức bậc 0. Rồi giải cái này, ta lấy x trừ 5 ra làm nhân tuyệt chung. Ta lấy x trừ 5 ra làm nhân tuyệt chung. Ở trong còn lại là 4x bình phương cộng cho 9 nha. Rồi cái này bằng 0. Thì 4x bình phương cộng 9 không thể bằng 0 rồi. Vậy x trừ 5 phải bằng 0. 4x bình phương cộng 9 là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 9. Tức là lớn hẳn 0, không bao giờ bằng 0. X trừ 5 bằng 0 thì x sẽ bằng 5. Vậy các em nhé. Còn hai cục đá này là do thầy giải rồi ở nick trước, nhưng mà thầy không nhớ đáp án, thầy chọn đại. Các em chuyển qua nick 1 các em coi đáp án đó là gì nha. Rồi cách giải thầy hướng dẫn rất chi tiết ở bên nick đó. Vượt chướng ngại vật. Rồi nếu x bằng 0 thì bên này bằng 0 hết. Này bằng 0 luôn. 1 nhân cho trừ 1 là sẽ bằng trừ 1. Okay. Rồi x nhân chéo chia ngang thôi. 12 nhân 5 là 60, chia 10 ra 6. Sao lại dễ vậy? Chắc phải làm một nít nữa rồi để gặp những câu khó rồi kìa. Rồi cái này nó bằng 2. Nít trước làm rồi bằng 2. Trở về nít trước coi làm sao nha. Rồi chữ số tận cùng của lĩ thường này. Trời ơi, 5. Tận cùng là 5. Mà 5 mũ bao nhiêu thì cũng ra đuôi bằng 5 thôi. Các em để ý đi, 5 x 5 25, 25 x 5 nữa bằng 75. 75 x 5 nữa ra đuôi cũng bằng 5 mà. 5 mũ bao nhiêu cũng ra đuôi bằng 5 hết. Nó giống như cái số có tận cùng bằng 1 á. Mũ bao nhiêu thì tận cùng cũng bằng 1 hết ha. Như vậy dễ quá, ta phải làm một nét nữa rồi. Để tìm những câu khó ha. Rồi bài này thì thầy đã giảng ở cái vòng 3 rồi hay sao á. Vòng 3 thầy có giảng bài này rồi. Dùng liên tục các cái hằng đẳng thức số 3 kia. Đây nè. 10 bình trừ 9 bình là bằng 10 cộng 9 nhân 10 trừ 9, mà 10 trừ 9 là bằng 1 ha. Vậy là 19 nhân 1 là bằng 19 nè. Rồi 8 bình cộng 7 bình. 8 bình trừ 7 bình là bằng 8 cộng 7 nhân 8 trừ 7. 8 cộng 7 là bằng 15. 8 trừ 7 là bằng 1. 15 nhân 1 thì cũng bằng 15 đâu. Rồi 19 rồi tới 15. Rồi tới 6 bình cộng 5 bình thì nó bằng 11. 6 bình cộng 5 bình bằng 11. Xin lỗi, 6 bình trừ 5 bình là bằng 11 ha. Rồi tới 4 bình trừ 3 bình thì là bằng 7. Rồi tới 2 bình trừ 1 bình thì bằng 3. Rồi cộng lại đó 11 19 cộng 15 cộng 11 cộng 7 cộng 3 bằng 55. Ở cái vòng số 3 thầy giải rồi, giải bài này rồi, mà giải tới 100 bình trừ 99 bình luôn. Các em trở lại vòng số 3 lớp 8 coi ha. 55. Như vậy chúng ta đã giải xong rồi, mà cũng không gặp con nào thực sự khó. Thầy sẽ giải tiếp một cái nick thứ 3 nữa, em đón xem nha. Em nhớ chia sẻ cái kênh này rộng rãi để lan tỏa kiến thức. Rồi, hẹn gặp ở cái nick thứ 3.